Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 10 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, do ảnh hưởng từ xa của bão số 4 Musige với phần đuôi của hoàn lưu bão dắt qua Nam Bộ và Tây Nguyên, tạo nên một dệt mây dông gây mưa cho Nam Bộ. Trong đó các khu vực như là Đồng Tháp, Long An hay là miền Đông Nam Bộ có mưa dông với cường độ mạnh. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm về sáng. Thời tiết Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều tối và đêm. Ngày nhiều mây, nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ 32 cho đến 33 độ. Về đêm thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, mùa mưa thì nhiệt độ ẩm độ thường tăng cao đã tạo điều kiện cho nhiều loại sâu bệnh tấn công gây hại trên cây trồng, trong đó có sâu đục trái cà phổi. Sâu non mới nở đục ngay vào ngọn hoặc là trái. Nếu sâu đục vào ngọn làm cho ngọn bị héo, còn nếu như mà sâu đục vào bên trong trái thì làm cho ruột trái bị rỗng, trái bị hư một phần hoặc là toàn bộ trái. Trái bị sâu hại nếu mà gặp mưa thì sẽ dễ bị thối, đôi khi thì sâu non cũng đục vào cuống làm cho trái không lớn hoặc là bị héo. Để hạn chế sự phá hại của sâu đục trái cà phổi, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con nên áp dụng các biện pháp như sau: vệ sinh ruộng sạch cỏ dại để hạn chế bướm đẻ trứng, cắt bỏ cành non hoặc trái bị sâu tấn công đem tiêu hủy để hạn chế sự lây lan. Nếu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu đục trái cà phổi, bà con nông dân nên chọn các loại thuốc vi sinh hoặc thảo mộc để bảo vệ thiên địch, môi trường, đồng thời bảo đảm an toàn về nông sản phẩm. Sau khi thu hoạch, bà con nông dân nên dọn sạch tàn dư cây trồng trong ruộng và luân canh cây trồng khác họ. Cũng xin lưu ý thêm là một trong những giải pháp phòng trị rất hữu hiệu là bà con nên tạo điều kiện cho thiên địch trong ruộng phát triển để làm giảm mật số của sâu đục trái cà phổi bằng cách hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chỉ nên sử dụng thuốc khi thật cần thiết, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về thời gian cách ly để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng. Bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, Quyền Hằng cũng xin chào tạm biệt.